Vừa rồi sư đi đấy, thì sư thấy có một cái đặc điểm mà đáng lưu ý nhất là người dân Miến Điện được cái là họ có nhiều phước hơn mình. Cái thiện pháp của họ nhiều hơn mình rất là nhiều. Người dân thì có tín tâm nơi Đức Phật và Chư Tăng. Và Chư Tăng thì đương nhiên là ở đâu cũng vậy, có người tu và có người chưa có tu. Nhưng mà cái số người tu á, rất là nhiều, cho nên là nó đẩy cái môi trường Phật pháp ở Miến Điện lên rất là cao. Nhưng mà nói gì thì nói, thì với cái tốc độ mà vật chất hóa thì cái tương lai là cái khó mà nói trước được. Tuy nhiên hiện tại thì nó có là những cái mặt sáng của người dân xứ sở Miến Điện. Nhiều người đi Miến Điện về thì họ có cảm giác là bị dội với cái môi trường Việt Nam. Nhưng mà như vậy nè, cá nhân sư thì sư thấy nếu như mà mình không có cách nào để mà mình cải thiện thì không nói, nhưng mà thí dụ như mình thấy cái môi trường ô nhiễm quá thì tại sao mình không trồng vài cái cây, mình tạo vài cái cảnh quan để cho cái môi trường mình nó trong lành hơn. Cho nên sư có một cái suy nghĩ là mình làm một cái nhóm hoặc một cái lớp để hướng dẫn quý vị hành thiền. Mà cái việc hành thiền ấy, nó trùng hợp là cái lớp học giáo lý là vừa xong cái phần giới thì chuyển qua cái phần định, thì có nghĩa là mình được hai cái lợi. Lợi thứ nhất là mình sẽ có cái lý thuyết, thứ hai là quý vị sẽ có cái thực hành. Thì về cái lý thuyết ấy, thì sư sẽ hướng dẫn quý vị để biết thế nào là thiền chỉ và thế nào là thiền quán, có nghĩa là thế nào thiền định và thế nào là thiền tuệ. Thì mình sẽ có những cái bước rất là bài bản, mình sẽ hiểu được khi hành thiền rốt cuộc nên ngồi hay là nên đi nhiều, ngồi nhiều hay đi nhiều, ngày ngồi bao nhiêu tiếng, rồi ngồi thì ngồi cái tư thế nào, rồi đi thì đi ra làm sao, hay là thậm chí nằm ngủ thì có hành thiền được hay không, hoặc thậm chí tắm rửa hoặc đi nó hơi tế nhị tí xíu đi vệ sinh chẳng hạn, mình có hành thiền được hay không, cái việc hành thiền của mình rốt cuộc như thế nào. Và từ trước tới giờ mang tiếng là người có cảm tình với Phật, sư dùng cái từ là người có cảm tình với Phật chứ sư không dám dùng từ Phật tử. Tại sao vậy? Tại vì ấy, mình đa số mọi người đi đến chùa với cái tâm lý là ở cái bậc nó rất là cơ bản, nó giống như em bé mà còn bú bình ấy, chưa có trưởng thành. Là sao? Là mình tới chùa mình chỉ lạy Phật, hoặc giỏi lắm là thí dụ như bỏ thùng công đức chút xíu rồi đi về, nó uổng vô cùng thưa quý vị. Mình không có nắm được cái phương pháp tu, tu như thế nào để lợi ích cho mình và lợi ích cho những người xung quanh, mình không biết. Và rất nhiều người, thậm chí tu sĩ cũng có, thà làm quần quật ở ngoài chạy xô chỗ này chỗ kia chứ còn ngồi chỗ không biết làm gì. Nhiều người họ khái niệm về cái thiền định ấy nó rất là ngây thơ, là chỉ việc ngồi im không có nói chuyện vậy được rồi, còn cái đầu của mình ở trong đó nó nghĩ cái gì thì họ không biết, là cái tâm của mình sẽ hướng đến đâu để đạt được cái kết quả mà trong tâm học gọi đó là định, trong tâm học giới định tuệ. Thì định như thế nào họ không có nắm, họ chỉ biết là ngồi im rồi không nói chuyện là được rồi. Thành ra người Việt mình khi hành thiền tập thể chụp hình quay phim rất là đẹp, còn khi mà đi ấy, như nãy xưa lên hình cũng rất là đẹp, đi theo hàng ngay hàng thẳng lối đẹp ghê lắm, nhưng mà cái nội dung ở trong thì hên xui à, thì rất là uổng, thật sự rất là uổng. Và thông qua cái lớp này thì sư mong là sẽ có dịp giới thiệu với quý vị hiểu mình hành thiền như thế nào cho đúng. Và như một số bạn khi mà hỏi thì nói là thực hành cái đề mục hơi thở, nhưng mà hơi thở thì từ xưa tới giờ mình đa phần là thực hành sai, chắc không nhiều người biết.
Thực hành sai là hành sai như thế nào? Mình chạy theo hai, mình rơi vào hai cái cạm bẫy. Cái cạm bẫy thứ nhất là cái cạm bẫy sự của sự chuyển động, có nghĩa là họ không hiểu khái niệm hơi thở là như thế nào. Họ chạy theo hơi thở từ lỗ mũi đi vô trong người, có người là đi vô tới trong bụng luôn, rồi từ hơi thở từ trong bụng mà chạy đi ra ngoài. Họ ngồi thiền, họ cứ chạy liên tục theo cái hơi thở. Mà sư thưa hỏi quý vị, giả sử như mình có cái đèn cầy mà mình muốn cho nó sáng, thì hai điều kiện, thứ nhất là không có gió, thứ hai là cái đèn cầy nó phải ở yên một chỗ. Mà mình cứ kiểu mà mình cầm cái đèn cầy mình kéo tới mình kéo lui kéo qua kéo lại thì làm sao mà cái đèn cầy nó đứng yên được. Cho nên người hành thiền hơi thở rơi vào cái cạm bẫy thứ nhất là của cái sự chuyển động, nó sẽ không đạt tới định. Ngồi thiền giỏi lắm, thấy an lạc, thấy vui vui, thấy nó thoải mái, ngồi cả đời cũng chỉ có thoải mái thôi, hết rồi. Cái thứ hai là rơi vào cái cạm bẫy của sự xúc chạm, có nghĩa là một số người khi theo dõi hơi thở, họ theo dõi cái sự xúc chạm của hơi thở chạm vào cơ thể, chạm vào một cái điểm nào đó trên cơ thể. Có người thì chạm vào cái lỗ mũi, có người thì chạm ở trong cái lồng ngực hoặc ở bụng, họ cảm nhận những cảm giác của cái hơi thở khi nó đi tới. Cho nên nó đẻ ra đủ thứ chuyện hết. Có người ngồi thiền hồi sao thấy nó mát, người ngồi thiền hồi thấy nó nóng, mà có người thì nó nóng từ trên nóng xuống, người nóng từ dưới nóng lên, rồi người thì nóng ở lông mũi, rồi người thì thấy cái cơ thể mình nó lâng lâng, nó y như nó bay bổng vậy, nó lướt qua lướt lại giống như mình cách mặt đất, mà thực tế họ vẫn ngồi dưới đất, họ đâu có bay được đâu. Đó là họ đã vướng vào cạm bẫy của sự xúc chạm. Do sao? Do mình không có nắm được cái khái niệm về hơi thở là như thế nào, và làm sao để mà mình tập trung vào được cái hơi thở. Từ từ trong cái quá trình hướng dẫn về thiền định thì sư sẽ hướng dẫn cái gì từ từ từng bước qua từng cái đề mục để cho mọi người đều nắm ha. Rồi cũng có người niệm Phật, sư sẽ hướng dẫn cái gì niệm Phật, niệm Phật làm sao cho đúng, chứ không phải là mình ngồi mình réo tên Phật. Trước giờ mọi người cứ cái người mà có cảm tình với Phật ấy, khi mà nói tới niệm Phật là họ cứ réo tên Phật thôi, mở câu cửa miệng ra là réo tên Phật một cái, mà không biết réo để làm gì, nó như vậy. Và trong cái chương trình thì từ từ sư sẽ hướng dẫn quý vị niệm Phật như thế nào cho đúng ha. Đó là về cái phần lý thuyết, sư sẽ đưa quý vị đi qua từng bước trong suốt 40 đề mục. Qua đó thì quý vị sẽ thấy là những cái đề mục thiền định nào nó phù hợp với mình, và những cái đề mục thiền định nào mình nên để qua một bên, và những cái đề mục thiền định nào mình nên xem nó là cái phụ để chi, để nó hỗ trợ mình trong những cái trường hợp mà đề mục chính nó không giúp được. Và theo chú giải thì 1.000 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, những người tu thiền quán Vipassana mà không có sự hỗ trợ của thiền định thì không thể đưa đến chứng đắc đạo quả. Cho nên nếu như mà quý vị có được cái cơ hội để mà thực hành cái thiền chỉ thì đó là mình rất là có phước. Sư không có bài xích cái chuyện mà một số người thuần túy là thực hành thiền quán Vipassana tứ niệm xứ, họ không có đụng gì tới thiền chỉ hết, sư không có bài xích ha. Nhưng mà đó, nếu như mà mình đủ phước đủ duyên thì mình sẽ có cơ hội thực hành thiền chỉ trước, và trên cái nền tảng đó mình thực hành thiền quán nó chắc cú hơn. Và còn một cái nữa là làm sao để mà mình ứng dụng được cái Phật pháp đi vào ở trong cái cuộc sống hàng ngày. Chứ nhiều người học rất là nhiều, đi thì cũng tu khóa này khóa kia, nhưng mà về thì đâu vẫn vào đó. Qua cái lớp hướng dẫn quý vị lý thuyết về thiền định thì mình sẽ giải thích được cái lý do tại sao mà mình tham gia những khóa thiền thì nó rất là ngon lành, mà về tới nhà rồi thì đâu vẫn vào đó, nó không tiến bộ gì hết trơn rồi. À, rất là mong như vậy. Và đầu tiên
À, mà còn nói tới cái phần thực hành thì khi mà nói đến vấn đề thực hành ấy, thì theo suy nghĩ của sư nó như thế này nè, nó có hai cái khuynh hướng để mà quý vị thực hành hành thiền, có hai khuynh hướng. Một cái là cái cơ bản phổ thông cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng, đều có thể áp dụng trong cuộc sống, đó là những người nào một ngày dành ra giỏi lắm 1-2 tiếng ngồi thiền là giỏi lắm rồi, giỏi lắm rồi đó, chứ còn không có hơn được. Còn đó là cho cái hạng phổ thông để làm sao họ ứng dụng được cái thiền định vào trong cuộc sống của họ. Và cái hạng thứ hai là hạng chuyên sâu. Hạng chuyên sâu ấy thì họ dành cả một ngày để mà họ hành thiền, cả một tuần, cả một tháng, cả một năm để họ đi vào chùa hoặc họ vào thiền viện hoặc vào những cái nơi phù hợp để họ hành thiền. Thì với những người mà phổ thông thì sư mong là mình sẽ có thể thực hành mỗi ngày. Mỗi ngày ở đây thì ví dụ như trong tuần quý vị rảnh giờ nào đến chùa vậy, rảnh giờ nào đến chùa giờ đó thực hành. Tại vì ở ngoài nó rất là bất tiện, trong khi đó ở chùa ở môi trường yên tĩnh hơn, rảnh lúc nào thì vào chùa lúc đó. Một tuần ngày nào nếu mà đi được mỗi ngày thì tốt nhất. Và sư dự định á, thì sư đề nghị thôi là khoảng 3 giờ tới 5 giờ. Đương nhiên quý vị có thể làm được nhiều hơn thì tốt nhất ha, khoảng 3 giờ tới 5 giờ chiều. Rồi tới 5 giờ thì sư sẽ đến thiền đường để hướng dẫn mọi người, hướng dẫn từng người một, coi như là cầm tay chỉ việc luôn, hướng dẫn từng người một là quý vị học thiền học tới đâu rồi, ngồi thiền như thế nào, cái đề mục của mình ra làm sao, có những cái thắc mắc gì cần phải đi từng bước từng bước từng bước như thế nào, sư sẽ rất là cố gắng sư hướng dẫn cho quý vị trong cái giai đoạn bắt đầu. Sư nhấn mạnh trong giai đoạn bắt đầu thôi, chứ còn mà quý vị mà lên tới mức độ mà chuyên sâu, mà thí dụ như mà đạt tới mức gọi là cận định mà chuẩn bị chứng thiền ấy thì có thể là sư không đủ năng lực hướng dẫn ha. Nhưng mà đa số Phật tử mình là chưa được tới mức đó, thì những người như vậy thì sư có thể hướng dẫn. Và như sư nói là sư sẽ ráng. Hả? Cô có ý kiến gì? Con xin cho biết mình làm thế nào để mình biết mình ngồi thiền là đúng. Tại vì con ngồi lâu lắm rồi, mà không phải ngồi mỗi ngày, nhưng cũng ngồi lâu lắm, con chẳng thấy mình ngồi đúng là sai, con không biết luôn. Không có cái gì Rồi. hiện tượng là cho mình biết được mình đã ngồi đúng, không có hiện tượng gì hết. Rồi thì cái vấn đề này một chút xíu nữa, khi mà giới thiệu vô cái thiền chỉ nó như thế nào thì sư sẽ nói cái vấn đề ngồi hay là đi hay là đứng hay là như thế nào đó để biết là mình đúng hướng. Và chính vì như vậy đó cho nên sư mới thấy cái sự cần thiết mà có mặt để mà giúp đỡ từng người trong cái giai đoạn khởi đầu, bởi vì họ đi từng bước mà mình nắm tay mình kéo đi đó, nó dễ hơn, sai một chút xíu là mình có cơ hội mình chỉnh sửa ngay để họ biết là mình đi đúng đường. Chứ còn mà kiểu giống như đem con bỏ chợ, dạy hướng dẫn phổ thông, hướng dẫn hết mọi người một lần rồi ai hành được sao thì hành, được mừng không được thôi, thì sư thấy như vậy thì nó hơi thiếu trách nhiệm tí xíu. Mà đương nhiên thì tại vì những cái khóa đôi lúc nó đông quá thì những vị thiền sư không có cơ hội để mà hướng dẫn từng người, thì sư sẽ ráng vấn đề này. À, như sư lặp lại mỗi ngày khoảng 5 giờ sư sẽ có mặt ở đây để mà những vị mà hành thiền mỗi ngày sư sẽ có cơ hội mà gặp từng người để mà hướng dẫn và giải đáp những cái thắc mắc, những cái nghi vấn, những cái khó khăn trong suốt cái quá trình hành thiền. Còn viên chủ nhật là để hướng dẫn giáo lý ha, đó là nó về cái vấn đề thực hành. Và khi mà thực hành á, thì sư chủ trương là thực hành rải tâm từ, bởi vì những cái đề mục khác mà thì nó không có chia ra làm phổ thông và chuyên sâu,
Thường thì đề mục tâm từ nó sẽ chia ra hai cái, một cái phổ thông, một cái chuyên sâu. Còn những đề mục khác mà anh tu một ngày anh tu được mấy tiếng, sau đó là anh thả ra, thì cái chuyện đó nó không đi tới đâu hết. Tu cả đời cũng không đi được tới đâu hết. Nhưng mà cái tâm từ nó có cái đặc điểm là cho dù mình chỉ hành thiền cái vải tâm từ trong một, Đức Phật nói chỉ trong một cái khẩy móng tay thôi, thời gian chỉ trong một cái khẩy móng tay thôi, phước nhiều hơn là người trọn đời bố thí, nhiều hơn người trọn đời bố thí. Coi như là bố thí từ lúc lọt lòng ra tới lúc chết, ai cho gì cũng, ai xin gì cũng cho, phước họ không nhiều bằng cái người thực hành cái tâm từ dù chỉ trong thời gian một cái khẩy móng tay. Thì do cái đề mục tâm từ nó có hai cái, một cái là đại chúng phổ thông thì nó phù hợp với những vị mà một ngày dành ra được cái thời gian hành thiền rất là ít, và để cho họ có thể ứng dụng được cái thiền định vào trong những cái sinh hoạt hàng ngày thì sư sẽ hướng dẫn cái phổ thông. Còn với những ai mà chuyên sâu á thì có hai cách. Một là ban ngày đi làm về bắt chước ngày hộ tông khi mà còn cư sĩ, ngày ban ngày ngày đi làm về là chui vô chùa hành thiền cho tới sáng hôm sau đi làm tiếp liên tục như vậy. Quý vị nhắm quý vị làm được mà cái chuyên sâu đó thì sư rất hoan hỷ và sư sẽ hướng dẫn chuyên sâu. Còn hai là mình dành một cái khoảng thời gian nhất định, ví dụ như mình xin nghỉ phép hoặc là nghỉ như thế nào đó, ví dụ như nghỉ Tết hoặc nghỉ cái nào đó, quý vị có cái thời gian dài thì ở trong chùa, chùa nuôi ăn nuôi ở không sao hết ha, không có lo tốn gạo. Sư sẽ hướng dẫn chuyên sâu là trong ngày hôm đó mình sẽ thực hành như thế nào để mà có được những cái bước tiến bộ đó. Thì trước mắt thì sư nghĩ như vậy, sư có một cái tâm là sư mong mình sẽ cải thiện cái môi trường tu tập để tăng trưởng cái thiện pháp. Còn về cái vấn đề mà thiền định ấy, thì mình phải ghi ra một cái dòng đầu tiên như vậy. Thiền định là cái gì? Hay còn gọi là thiền chỉ. Như vậy thế nào là thiền chỉ? Nhiều người có nói chỉ và quán, hoặc là thiền định và thiền tuệ, nhưng mà rốt cuộc thế nào là thiền định? Thế nào là thiền định? Ha. Thì thiền định ấy, tiếng Bali có là Samadhi. Ở đây có nghĩa là sự tập trung, hướng tâm và tập trung đến một cái đối tượng, sự hướng tâm và tập trung đến một cái đối tượng duy nhất một cách liên tục và chính đáng, một cách liên tục và chính đáng. Như bình thường thì bình thường khi mà mình làm việc bất kỳ một cái việc gì nó đều phải có một cái sự tập trung nhất định, phải có cái sự tập trung cơ bản. Nhưng mà cái tập trung đó đó mình không gọi nó là định, mình không gọi nó là thiền chỉ được, mình không gọi nó là thiền định. Bởi vì sao? Bởi vì nó thiếu rất nhiều những yếu tố. Thứ nhất, cái đối tượng mà mình tập trung á nó không có đơn giản, nó rất là phức tạp. Ví dụ như cái đề mục thiền định nó là xanh vàng đỏ trắng đất nước gió lửa, những cái đề mục mà mình thiền định ấy, nó rất là cơ bản ha, và nó duy nhất chỉ có một thôi. Trong khi đó khi mình làm việc mình vẫn có sự tập trung đó, đúng có sự tập trung, nhưng mà cái đối tượng để mình tập trung đó, nó quá phức tạp. Cái thứ hai là cái đối tượng đó không phải là đối tượng thiền định. Ví dụ như anh thợ anh ăn trộm, ảnh rất hết sức anh tập trung để mà ảnh nạy cái ổ khóa, ảnh tập trung ghê lắm chứ, nhưng mà cái tập trung đó không thể nào gọi là thiền chỉ được, không thể nào gọi là samadhi được. Tại vì cái đối tượng đó nó không có chính đáng. Nhớ nha, cái đối tượng đó nó không có chính đáng. Cho nên mặc dù ảnh rất là tập trung nhưng mình không thể nào gọi là anh này là anh đang hành thiền. Chuyện đó là chuyện không thể xảy ra. Nên cho nên mình phải biết được cái đối tượng và mình làm việc như thế nào với cái đối tượng đó để mà gọi nó là thiền định. Như hồi nãy hỏi là bây giờ mình làm sao mà ngồi mà hành thiền, xưa giờ mà hành thiền không thấy, không biết hành như thế nào cho đúng. Thì nó như thế này nè, ví dụ như quý vị tập trung vào cái hơi thở,
ha. Tại vì cái hơi thở nó quá phổ biến rồi, đề mục hơi thở nó quá nổi tiếng. Sư không hề nói hơi thở nó dễ làm nha, không nói nha, nhưng mà tại vì nó quá nổi tiếng cho nên nhiều người biết, sư đem nó ra làm thí dụ thôi. Chẳng hạn như khi quý vị tập trung vào cái hơi thở thì cái tâm của quý vị á, nó sẽ liên tục sanh diệt không ngừng, sanh diệt không ngừng, coi như là nó chạy không ngừng. Sư ví dụ nó giống như là một cái sợi chỉ, một cái sợi chỉ mà nó được một cái máy nó quay, mà cái điểm mình tập trung là một cái điểm cố định ở trên sợi chỉ, trong khi đó sợi chỉ nó chạy liên tục, nó chạy liên tục. Mỗi một lần mà mình tập trung được vào cái hơi thở là mình dùng một cây cọ mình quẹt nó một cái, thì cây cọ quẹt thì làm cho sợi chỉ nó đổi màu, nó đổi màu. Nhưng mà do cái tâm định của mình nó còn yếu quá, mình vừa mới nhấc cây cọ ra là sao, nó chạy mất. Nhưng mà sau đó mình lại tập trung vào hơi thở một cái nữa, lại quẹt thêm một cái nữa, nhưng mà vừa mới quẹt xong thì nó chạy mất. Cho nên nhiều người khi họ tập trung vào hơi thở, họ sẽ thấy một cái hiện tượng là tại sao mà khi mà có lúc thì tôi tập trung được, nhưng mà có lúc thì đầu tôi bắt đầu nó nghĩ nghĩ tao đâu á, nghĩ lung tung. Có thể nó nghĩ về nhà, nó nghĩ chuyện chuyện công chuyện, nó nghĩ chuyện hàng xóm, nó nghĩ tùm lum la hết. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm mình nó sanh diệt không ngừng. Trong cái sát na nào mà mình tập trung vào được cái hơi thở thì giống như hồi nãy nói, dùng cây cọ quẹt nó một cái. Cái nhiệm vụ của mình khi mà hành thiền ấy, là mình tập trung vào hơi thở càng liên tục càng tốt, càng liên tục càng tốt. Nó giống như sợi chỉ nó đang chạy liên tục đúng không, nhiệm vụ của mình là quẹt càng nhanh càng tốt, càng liên tục càng tốt, để cho nó càng ít cái khoảng hở, càng ít cái khoảng hở giữa cái tâm mình và cái đối tượng càng tốt. Cho nên có người họ có thể họ tập trung liên tục được chừng 1 phút, nhưng mà sau đó thì chỉ cần họ sơ sẩy cái thôi là cái tâm khác nó xuất hiện liền. Mà cái tâm khác thì nó sẽ xuất hiện và nó nghĩ đi đi đâu, nó sẽ nghĩ tới cái chuyện à, sao hôm nay trời mát quá, hoặc hôm nay trăng lên cao quá, bắt đầu nó làm thơ. Mà mình nhiệm vụ của mình là quay trở lại cái đối tượng, quay trở lại cái đối tượng hành thiền, mà sư ví dụ ở đây là quay trở lại hơi thở, và nhiệm vụ của mình là làm cho nó càng liên tục càng tốt, tập trung vào cái hơi thở càng liên tục càng tốt, càng nhiều càng tốt. Cho nên người mới hành thiền họ có thể họ ngồi rồi họ nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, hoặc có người ngồi thiền thì họ hay cục cựa, hay nhúc nhích ngứa chút xíu là gãi, rồi có thể thấy nhột chỗ này, thấy đau chỗ kia, họ thấy tùm lum hết, không sao, không sao. Hoặc thậm chí có người họ ngồi hoặc là họ ngủ không sao hết, tại vì ngày thường những thứ đó nó vẫn xảy ra, mình không thấy nó quan trọng. Nhưng mà bây giờ mình bắt cái tâm của mình bắt nó phải theo ý của mình, mà không phải bắt một lần, mà mình bắt nó phải làm liên tục theo ý của mình, thì nó sẽ có phản ứng, nó sẽ có phản ứng. Cho nên nó mình cái người mà mới chưa có thuần thục, họ không có thể nào mà họ bắt cái tâm mình nó tập trung vào hơi thở liên tục được. Chỉ cần mà sơ sẩy cái tí xíu thôi là nó bắt đầu nó sẽ chạy lung tung, không sao hết. Mình thực hành càng nhiều thì mình càng cố gắng làm cho cái sự tập trung nó càng liên tục càng tốt, đó là trách nhiệm của mình. Còn cái tâm nó đã chạy qua rồi thì nó đã là quá khứ. Cái chuyện mà mình nghĩ về nhà, cái chuyện mà mình nghĩ về công ăn việc làm, nó đã trở thành quá khứ. Khi mà mình tỉnh ra, mình chợt nhớ là mình đang ngồi thiền, là cái chuyện hồi nãy mình vừa mới suy nghĩ ấy, nó đã là quá khứ rồi, không cần phải bận tâm, không cần phải bận tâm. Tiếp tục tập trung vào cái đối tượng của mình, ở đây là sự ví dụ là hơi thở. Điều tiếp theo, khi mà mình ngồi thiền thì mình có thể mình sẽ thấy tùm lum la hết. Ví dụ như có người sẽ thấy là mình đang tập trung vào hơi thở, rõ ràng tôi đang tập trung đó, nhưng mà tại sao những cái hình ảnh này hình ảnh kia nó vẫn xuất hiện,
Ví dụ như tại sao mà tôi vẫn đang tập trung vào hơi thở mà tự nhiên tôi lại nhớ về nhà, tự nhiên người tôi nhớ ông chồng, tôi nhớ bà vợ của tôi, tại sao vậy? Cứ yên tâm, như nãy sư nói, cái tâm của mình ấy, nó đâu có liên tục đâu, nó có cái khoảng hở thì nó lợi dụng những khoảng hở đó, nó chen vô chính giữa thôi, không có gì hết. Nhiệm vụ của mình là cứ tiếp tục tập trung vào đề mục hơi thở, tập trung vào đề mục của mình, tập trung vào hơi thở. Thì khi mà cái sự tập trung của mình ấy, nó đủ khăng khít, nó đủ liên tục, thì cái khoảng hở mỗi ngày mỗi ít, thì khi đó mình sẽ thấy cái việc ngồi thiền của mình nó càng ít những cái gọi mình hay gọi là vọng tâm, càng ít những cái suy nghĩ này nọ, càng ít buồn ngủ, càng ít đi. À, cái đó thì mình phải thực hành nhiều hơn. Cho nên cái đặc tính của định đó là mình không có phân tán. Không phân tán là sao? Cái gì cái đặc tính của định là không phân tán. Tại vì bình thường cái tâm mình nó bắt tùm lum thứ á. Cứ vật quê ví cái tâm mình nó như con khỉ vậy đó. Khi nó chụp cái này, nó buông vừa buông cái này nó phải chụp cái kia. Giống như là mình sẽ có những cái hứng thú về một cái vấn đề này nọ. Nhưng mà một khi mà mình muốn bỏ cái hứng thú này là mình chụp liền cái hứng thú khác. Ví dụ như mình vừa ăn xong là mình sẽ chụp liền cái khác, ví dụ như chụp liền cái điện thoại. Bỏ điện thoại ra là mình phải chụp cái khác nó hứng thú. Rồi mình bỏ mình ví dụ như là mình đi dạo chẳng hạn. Rồi khi mà mình đi dạo rồi hết hứng thú, bắt đầu mình phải chụp cái khác nữa, ví dụ như ngồi nghỉ, mình lại cảm thụ cái sự thoải mái trong cái việc ngồi nghỉ. Có nghĩa là ngày thường cái tâm của mình nó liên tục nó chao động không ngừng. Cho nên ở đây mình gọi là cái tâm nó bị tán loạn. Do đó cái đặc tính của thiền định là nó sẽ gom tâm mình lại, nó không cho nó tán loạn ra ngoài nữa. Nhưng mà do cái tâm mình từ xưa tới giờ, từ lúc đẻ tới giờ rồi, rồi nhiều đời nhiều kiếp rồi, mình cứ để nó chạy tùm lum. Bây giờ mà con khỉ nó chạy nhảy quen rồi, mình bắt nó ngồi chỗ sao nó ngồi. Cho nên đặc điểm là không tán loạn, nhưng mà với những người mới bắt đầu, sư nói rõ hơn là những người chưa có chứng thiền, tâm của họ chắc chắn sẽ phải chạy đây chạy kia, tại vì nó chưa có thuần thục. Vấn đề nó không có gì là nghiêm trọng, nghiêm trọng là ở chỗ mình không chịu cố gắng, mình bắt nó ở yên một chỗ trong cái đề mục của mình, nó mới là nghiêm trọng. Còn cái chuyện nó chạy nhảy lung tung là cái chuyện đương nhiên ha. Và khi mà nhắc tới định ấy, mình sẽ có năm thứ mà mình hay gọi nó là năm chi thiền, mà thường thì quý vị sẽ có, khi mà quý vị hành thiền mình sẽ có năm chi thiền. Quý vị ghi ha, năm chi thiền là gồm có tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Xin lặp lại ha, năm chi thiền gồm có tầm, tứ, tợ âm tâm nguyện tâm á, ớ mờ âm ha, tợ âm tâm nguyện tâm, tầm, tứ, rồi hỷ, lạc và nhất tâm. Thì khi mà mình thực hành thiền định thì sư ví von nó giống như là hai mẹ con đi vô trong siêu thị. Cái đứa con là một thằng con trai, nó đi vô siêu thị, ví dụ nó cần mua một chai gội đầu. Bình thường nó mua nó xài một cái nhãn hiệu thì nó biết là cái chai gội đầu nó nằm ở cái quầy nào, và nó đi vô đúng cái quầy đó, nó lấy đúng chai dầu gội đầu, đi ra ngoài thanh toán, đó là xong một cái chuyến đi siêu thị của nó. Nhưng mà bà má thì bà không giống vậy, bà cũng cần mua một cái chai dầu gội đầu, nhưng mà bà sẽ phải cầm luôn một cái xe hàng để bà đẩy một vòng, bà dạo tùm lum hết, tới hồi cuối cùng mục đích của bà là mua một chai dầu gội đầu, nhưng mà bà thanh toán luôn cả một xe hàng do bà phải đi dạo. Đó là đặc điểm, hai khuynh hướng đi siêu thị ha. Thì với một người mà khi mà hành thiền ấy, mà họ không có phương pháp thì họ giống y như bà má, coi như là bắt cái này bắt cái kia, dạo một vòng, dạo tùm lum hết nguyên một cái thời ngồi thiền,
coi như ngồi chơi thôi, ngồi thì chụp hình quay phim thấy rất là đẹp, nhưng mà ở trong đầu của họ họ nghĩ tùm lum la hết, họ không có hướng tâm tới cái đề mục hành thiền, cho nên họ không có tầm, không có tứ. Còn cái anh con thì cái chuyện mà ảnh đi từ ở ngoài cửa mà ảnh đi vô tới cái chỗ có chai dầu gội đầu, bán chai dầu gội đầu, lấy cái chai dầu gội đầu, đó là tầm. Có nghĩa là ảnh hướng tới cái đối tượng thì mình gọi nó là tầm. Thì trong hành thiền ấy, đó là khi mà mình hướng cái tâm của mình tới cái đối tượng thì mình gọi nó là tầm ha. Đây là thuật ngữ rồi, thì sư phải phán hình dung sao cho quý vị dễ nhớ thôi. Còn khi mà ảnh tới rồi, ảnh phải quan sát trước cái đã, tại vì cái kệ nó sẽ có rất là nhiều chai, rồi cái chai dầu đó thì dù nó có nhiều dung tích, ảnh sẽ phải quan sát đúng cái chai của ảnh. Ảnh cần ảnh quan sát cái chai đó đúng của ảnh hay không, ảnh quan sát cái chai đúng cái chai ảnh cần, thì cái sự quan sát cái đối tượng đó mình gọi là tứ ha. Thế khi mà mình cái đối tượng thiền định của mình ấy, mình hướng tâm tới đối tượng rồi, mình phải quan sát cái đối tượng, mà thuật ngữ gọi là cái tâm mình nó chà sát lên cái đối tượng, cái tâm nó chà sát lên đối tượng, hay gọi là quan sát cái đối tượng, nó dính lấy cái đối tượng thì mình gọi nó là tứ. Cho nên khi hành thiền bắt buộc mình phải có hai thứ này, có nghĩa là mình phải hướng tâm trực tiếp tới cái đối tượng, và sau đó là mình quan sát nó. Đối tượng mình có thể là hơi thở, có thể là hơi thở, hoặc có thể là đất nước gió lửa xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng tùy, hoặc là tâm từ, mình phải hướng tâm tới nó và mình quan sát. Chứ mình không thể giống như bà má ngồi ở chỗ bắt đầu là mình nghĩ lung tung lang thang hết, thì đó sẽ khiến cho một cái buổi hành thiền của mình nó không có thành công ha. Cái thứ hai, cặp thứ hai là hỷ lạc. Nhiều người á họ chỉ dùng cái từ hỷ lạc hay hay nói là hỷ lạc, nhưng mà thế nào là hỷ mà thế nào là lạc ít người biết, ít người biết. Ở hả, à, lạc là làm sao? Lạc là mình thành công là Đây cũng đúng, đúng rồi, đúng rồi, nói giải thích vậy là đúng. Có người thì họ nói là hỷ là trạng thái của tâm, còn lạc là trạng thái của thân. Mà khi mà mình nói hết về một cái tâm ấy, để mà nói trong cái giai đoạn hành thiền, thì hỷ và lạc, cái mối quan hệ của nó đó, khi mà sư nghĩ tới thì tự nhiên là sư nhớ tới cái bài thơ Sống của Xuân Quỳnh. Có nghĩa là làm sao? Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sống không hiểu nổi mình, sống tìm ra tận bể. Thì cái dữ dội và dịu êm á, cái dữ dội nó là hỷ và dịu êm nó là lạc, cái ồn ào nó là hỷ và lặng lẽ nó là lạc. Hai thằng này nó không có tách rời nhau ra. Khi mà mình hành thiền ấy, khi mà quý vị cảm thấy cái tâm nó vui vẻ, nó phấn chấn, mà nó mang cái đặc tính là nó nổi trội, nó nổi bật ha, nó rất là mãnh liệt, cái sự vui của quý vị nó cảm thấy rất là mãnh liệt thì mình gọi nó là hỷ. Còn cái trạng thái tâm á, mà nó thoải mái, nó an ổn, nó có trạng thái nó phẳng lặng y như cái mặt nước mà nó nằm im, nó lăn tăn, nó thoải mái như vậy, thì mình gọi nó là lạc. Phân biệt hai cái đó nó khác nhau. Và cái nhất tâm, cuối cùng là cái nhất tâm, nhất tâm là như thế nào? Hồi nãy sư nói dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sống không hiểu nổi mình mà sống tìm ra tận biển, tận bể ha. Cái tâm của mình ấy, bản thân nó một mình nó không có làm việc được, sống không hiểu nổi mình một mình nó không có làm việc được, nó phải có cái đối tượng. Cái tâm của mình nó phải có đối tượng, và cái đối tượng của mình ở đây chính là cái đề mục hành thiền.
bất kỳ một tâm nào nó đều phải có cái đối tượng của nó, chứ một mình nó không có làm việc được ha. Và khi mà nó làm việc với cái đối tượng, làm việc một cách liên tục thì mình gọi là nhất tâm. Có nghĩa là tâm nó hướng tới đối tượng và nó liên tục ở trên một đối tượng thôi, mình gọi là nhất tâm. Và khi mà mình hành thiền, năm chi thiền này thỉnh thoảng nó sẽ có mặt, thỉnh thoảng nó sẽ có mặt. Và khi mà mình hành thiền liên tục, có người thì họ sẽ thấy nó vui vẻ, thấy nó an lạc à. Rồi có người thì họ thấy là sao cái sự tập trung của mình à, nó hôm nay tập trung được 1 phút, mai tập trung được 5 phút, rồi được nửa tiếng, được 1 tiếng. Thì tất cả những thứ đó nó đều liên quan tới những cái chi thiền hết. Đầu tiên là mình phải làm sao mình hướng tâm tới được cái đối tượng mà mình quan sát nó, thì mình gọi là chi thiền tầm tứ. Thứ hai là làm sao để mà mình có được cái sự hứng thú ở trong cái đề mục thiền. Cái này nó quan trọng nha, phải làm sao mình hành thiền phải có cái hứng thú. Và mình làm sao để cho cái cơ thể của mình ấy, và cái tâm của mình nó được thoải mái. Và quý vị nhớ nè, cái sự thoải mái mà mình gọi là lạc ấy, nó là cái nhân gần để mà đưa đến cái việc nhất tâm, để cho đưa đến cái việc là định. Mình có thể đạt được định nhiều hay ít là do mình có cái lạc hay không. Khi mà mình ngồi thiền mà mình không thoải mái là rất khó để mà có thể đạt được cái định à, rất khó đạt được định. Cho nên có người họ ngồi thiền họ ngồi được nửa tiếng, có người ngồi được 1 tiếng, có người ngồi được 2 tiếng, có người họ ngồi được rất là nhiều tiếng trong ngày, và họ đem họ họ cảm thấy là họ ngồi như vậy họ rất là thoải mái, và họ lại đem cái thoải mái đó họ bắt mọi người phải theo họ, thì cái đó phải coi lại. Cho nên trong những cái buổi hành thiền mà sắp tới nếu có dịp, thì sư có một đề nghị là quý vị ngồi, thứ nhất ngồi như thế nào mình thoải mái thì thôi, không nhất thiết là phải ngồi kiết già, không nhất thiết phải ngồi bán già, có thể ngồi kiểu miến điện cũng được. Còn nếu như mà một số vị mà lớn tuổi ấy, mà ngồi ở dưới đất mà ngồi lâu nó họ không có thoải mái thì họ có thể thay đổi, ví dụ như ngồi trên ghế cũng không sao. Phải làm cho cái thân nó được thoải mái càng lâu càng tốt, để cho mình không bị cái thân nó quấy rầy, để mình có thể tập trung, cái tâm mình sẽ có đủ cái thời gian để nó làm việc. Tiếp theo ngồi đó, có người thì họ ngồi được 1 tiếng 2 tiếng, có người ngồi họ ngồi không được tới như vậy. Thì thí dụ như mình ngồi mình thấy những người xung quanh họ vẫn còn đang ngồi mà mình ngồi không nổi nữa, lặng lẽ đứng dậy thay đổi oai nghi, có thể mình đổi chân tí xíu cho nó thoải mái. Còn nếu như mà mình đổi chân tới đổi chân lui hoài mà mình ngồi nó khó chịu, mà trong khi đó mình không có thể nào mình tập trung vô đề mục được nữa, đứng dậy bước đi không sao hết, mọi người ai ngồi cứ ngồi, mình đi thì mình cứ đi, không bắt buộc là mình cứ phải ngồi ha. Để làm sao cho cái hỷ lạc á, nó kéo dài và nó phát sanh, thì cái tâm mình nó mới dễ định. Nhớ nha. Cho nên ở một số cái trường thiền ở Miến Điện thì cái việc hành thiền đại chúng rất là quan trọng, nhưng mà họ không quan trọng ở cái chỗ mà phải ngồi cùng một lúc và đứng dậy cùng một lúc, đi cùng một lúc. Không có. Ai ngồi được bao nhiêu thì ngồi, ngồi không nổi nữa thì đứng dậy đi. Đó. Rồi đi mà đi họ đi mỏi chân quá, đi không nổi nữa thì ngồi. Chuyện mình ngồi hay mình đi nó không quan trọng, chuyện ngồi hay đi nó không quan trọng. Cái quan trọng là mình giữ được cái tâm mình bám sát vô cái đề mục. Nhớ như vậy. Chứ còn như một số nơi ngồi thì ngồi cùng một lúc,
lên hình rất là đẹp, rồi đi đi thì đứng dậy cùng một lúc lên hình rất là đẹp. Nhưng mà cái người mà họ muốn ngồi thêm ấy, họ ngồi không được. Còn cái người mà họ ngồi không nổi nữa, họ phải ráng cắn răng họ ngồi. Còn cái người mà ngồi đúng được theo cái thời khóa, họ thấy thoải mái, số đó không nhiều. Và mình sẽ có một vài cái thuật ngữ liên quan tới thiền định mà quý vị sẽ cần phải nhớ ha. Định thì nó có, thứ nhất là cái sát na định, sát na định. Như hồi nãy sư nói, mỗi một lần mà mình tập trung vào đề mục thì mình gọi nó là một sát na định. Tại vì cái tâm nó sanh diệt rất là nhanh, nó tính bằng cái sát na, cho nên mỗi một lần mình tập trung vào được cái đề mục thì mình gọi nó là sát na định. Và nhiệm vụ của mình là mình kéo dài, mình làm cho cái sát na định nó càng liên tục càng tốt, càng liên tục càng tốt ha. Đó. Và khi mà cái sát na định nó liên tục tới cái mức mà nó khăng khít rồi đó, khăng khít mà nó gần như là không có kẽ hở, thì mình sẽ đi đến được cái bước tiếp theo, đó là cận định. Và cái cận định này đó thì một số cái đề mục hành thiền trong 40 đề mục đó, có một số đề mục nó chỉ đưa mình đi tới cận định thôi, nó không đi cao hơn, tới cận định là nhiều nhất. Nhưng mà đừng có coi thường cận định ha. Cận định mình vẫn có năm năm chi thiền rất là mạnh, năm chi thiền của cận định nó rất là mạnh, và nó có thể dẹp được năm truyền cái, nó có thể dẹp được năm truyền cái. Cho nên á, cái người mà đạt được cận định ấy, họ có thể ngồi được có khi là họ một ngày mười mấy tiếng, hai mươi mấy tiếng, họ bình thường, họ ngồi bình thường. Mình đừng có thấy những người mà ngồi từ sáng tới tối, thậm chí ngồi tới ngày hôm sau luôn, mình tưởng họ đắc thiền, chưa chắc, chưa chắc. Sư từng gặp một vị sư Việt Nam, vị này ngồi gần 20 tiếng một ngày, nhưng mà khi mà sư hỏi đó thì tỳ khưu với nhau thì thưa thiệt, tỳ khưu không có dám mà nói dốc đâu, do cái tính tâm của họ mạnh thôi. Mình ngồi không phải là định mạnh, mà do cái niềm tin, cái tính của họ mạnh, họ ngồi được nhiều, chứ không có định gì hết trơn á. Nhưng mà sư nói ở đây thì cái người mà đạt được cận định, họ có thể thậm chí nhờ vào cái cận định đó họ có thể ngồi được nhiều tiếng trong một ngày, hoặc thậm chí là họ ngồi được một ngày hai ngày không vấn đề hết. Cái cận định nó ghê gớm lắm, chứ mình đừng coi thường ha. Một số cái đề mục có thể đưa đến cận định, ví dụ như sáu đề mục tùy niệm. Sáu tùy niệm là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Quý vị cứ ghi sáu tùy niệm được rồi, sáu tùy niệm. Rồi niệm chết, niệm sự chết, rồi quán bất tịnh của thực phẩm đang tiêu hóa, rồi quán tứ đại. Và ở một số những cái đề mục còn lại đó, thì trước khi mà mình chứng thiền, ví dụ như là mình chứng sơ thiền, trước khi chứng sơ thiền là mình vẫn bắt buộc phải đạt tới cái mức cận định thôi. Có nghĩa là những cái đề mục khác mình đều cũng sẽ đi tới cái cận định, nếu mình thực hành đúng. Và cận định lên một bước nữa cao hơn, mình gọi nó là an chỉ định, hoặc có người còn gọi là kiên cố định. Thì cái bậc này á, mình cái người mà đạt tới này thì mình có thể gọi là họ đã chứng sơ thiền trở lên, sơ thiền trở lên thì mới đạt được tới cái mức này. Và khi mà nói đến sơ thiền ấy, thì nó có cái là nó cũng gần giống, nó chỉ cao cấp hơn cái cận định thôi. Thì cái sơ thiền nó vẫn có năm cái thiền chi, năm cái chi thiền nó rất là mạnh rồi, chứ không giống như mình. Bây giờ mình ngồi thì lâu lâu thì nó mới hỷ lạc được tí xíu, hoặc là lâu lâu thì mình mới tập trung vô được cái đề mục tí xíu.
Còn khi mà vô sơ thiền ấy, năm cái thiền chi này nó rất là kiên cố, nó kiên cố. Năm chi thiền là gì? Tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Năm cái chi này nó sẽ rất là kiên cố, nó kiên cố ha. Và nhờ vào năm chi thiền này, họ sẽ làm biến mất được năm triền cái. Ai còn nhớ năm triền cái là gì không? Còn nhớ kia là hoài nghi, tham và sân, năm triền cái ha. Tham sân, hoài nghi, hôn trầm và trạo cử, thứ tự không quan trọng. Đó là năm thứ, năm cái chuyện cái mà sư nhớ là như là có nói rồi thì phải, sư nhớ là có nói rồi. Cho nên ấy, có một số người họ hành thiền, họ thấy cái sự tập trung của họ nó quá cao độ đi, rồi họ nhìn năm cái chi thiền ấy, họ thấy nó đầy đủ hết, họ nghĩ là họ chứng thiền. Thực tế là chưa chắc. Thì có một số trường hợp thì sư có cái lời khuyên là thay vì quan sát năm cái chi thiền này là coi như là mình xem coi mình có hay không, ví dụ như xem coi mình có tầm có tứ hay không, rồi có hỷ có lạc có nhất tâm hay không, thì hãy quan sát coi coi là năm cái chuyền cái này đấy là mình đã bỏ được chưa. Tại vì chứng sơ thiền là mình phải dẹp được năm chuyền cái, như vậy mình đỡ nhầm hơn. Nhưng mà coi chừng nha, cận định mình vẫn có thể làm được chuyện này, cận định vẫn làm được chuyện này, cho nên nhiều người coi chừng nhầm lẫn giữa cận định và sơ thiền. Có trường hợp này có. Khi mà nói đến chứng thiền, ví dụ như sơ thiền trở lên ấy, thì quý vị thấy giống như ở Việt Nam mà nói cái chuyện này nó xa vời. Nhưng mà nếu như mà quý vị có cái điều kiện lý tưởng, có điều kiện lý tưởng, ví dụ như môi trường phù hợp, thực phẩm phù hợp, trú xứ phù hợp, thầy bạn phù hợp, giới hạnh trong sạch, có hết những điều kiện này thì cái khả năng quý vị chứng thiền ấy là có thể. Chẳng qua là tại bây giờ mình cái điều kiện mình nó không có đủ, cho nên cái chuyện mà chứng thiền nó rất là khó. Ví dụ như nói một chuyện đơn giản, mình không có thể nào mình dành hết toàn bộ thời gian ở trong ngày để mà mình hành thiền, cái chuyện đó nó rất là khó. Cho nên đối với mình cái chuyện mà chứng thiền nó xa vời, thực tế nó có thể xảy ra. Và lên đến cái nhị thiền, lên đến nhị thiền thì nó sẽ có một đặc điểm là bỏ tầm bỏ tứ, có nghĩa là không, đã quá khăng khít vô cái đề mục rồi, họ không cần tầm tứ nữa, nhị thiền thì bỏ tầm bỏ tứ. Còn ở trong A Tỳ Đàm ấy thì phân cái nhị thiền ra làm hai, là gồm có nhị thiền và tam thiền. Trong A Tỳ Đàm nha quý vị lưu ý nha, thì sẽ phân ra làm hai, có nghĩa là nhị thiền chỉ bỏ tầm thôi, tam thiền bỏ tứ. Còn trong kinh điển thì gom hai thứ đó lại là bỏ tầm bỏ tứ luôn. Còn theo A Tỳ Đàm thì sẽ phân ra làm hai cấp, cấp thứ nhất là bỏ tầm, cấp thứ hai là bỏ tứ. Nhớ như vậy. Cho nên có người nói là ngũ thiền, có người nói tứ thiền, thì phải hiểu ngũ thiền là cái nhị thiền này họ chia làm hai, còn cái tứ thiền thì họ không có chia. Nhớ như vậy. Còn tam thiền thì bỏ hỷ, tam thiền thì bỏ hỷ, coi như năm chi thiền đó, bỏ dần dần, bỏ dần dần. Tam thiền thì bỏ hỷ. Còn tứ thiền thì bỏ lạc. Tứ thiền thì bỏ lạc, có nghĩa là họ chỉ còn cái định và xả thôi, nhất tâm và xả hết rồi. Nhưng mà cái này sư lưu ý nha, là để biết để sau này tránh bị nhầm lẫn. Là cái cận định ấy có khi là nó có hỷ lạc, có khi nó không có hỷ lạc, có khi là nó có xả luôn, trong khi đó xả là đặc điểm của tứ thiền ha. Nhưng mà cái cận định á, có những lúc là cận định nó có xả luôn. Cho nên á, nhiều người
thôi sư không nói dám nói nhiều, nói một số đi, một số người họ đạt được cận định, nhưng mà cái cận định của họ nó đạt tới cái mức độ là nó không có hỷ lạc mà nó có xả, chỉ có định và xả thôi, và họ tưởng đó là họ chứng tứ thiền. Đương nhiên cái này là họ tưởng như vậy, thực tế không phải vậy. Còn cái người chứng thực sự chứng tứ thiền thì sư không có cái năng lực để mà sư xác định, cho nên là mình nghe thì nghe vậy để qua một bên, chừng nào mình chứng được tới đó thì là hay. Rồi định thì nó còn chia ra nữa, là một cái là định thế gian hay còn gọi là định hiệp thế. Định thế gian thì cái định thế gian này đó là gồm tất cả những loại định dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đó gọi là định thế gian. Này chắc đâu ai thắc mắc, thường mình hay nghĩ là định thì chắc chỉ có định sắc giới, vô sắc giới thôi, chứ làm gì có định dục giới. Mà thực tế nếu mà định chỉ nằm chứng thiền á thì mới được tính tới cái mức độ là sắc giới, vô sắc giới. Còn mà mình ngồi ngồi im vậy mà mình chỉ hướng tâm tới đề mục thôi, mình chưa có chứng thiền thì nó vẫn chỉ là cái định gọi là định dục giới, thì mình chưa chứng thiền, nên bình thường mình chỉ là định dục giới thôi ha. Và cái định mà định xuất thế gian hay còn gọi là định siêu thế thì có nghĩa là bao gồm cả chỉ và quán. Tại vì sao? Nó thuộc về bát chánh đạo, định thuộc về bát chánh đạo, là gồm có cả chỉ lẫn quán. Thì hồi nãy đó khi mà sư giới thiệu cho quý vị về năm cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, và sư đã giới thiệu là từng mỗi một cái tầng thiền ấy nó sẽ gồm có những cái chi thiền nào, và càng lên cao nó càng bỏ đi dần những cái chi thiền nào. Cho nên thí dụ như sau này mà mình nghe định mà có định câu hữu lạc chẳng hạn, câu hữu lạc hoặc là định có lạc, là mình sẽ xem lại coi những cái tầng định nào mà nó có lạc, hoặc là định mà không có lạc. Có người nói là sao định định phải có hỷ lạc chứ, ngồi ngồi thiền là phải vui chứ, chứ ngồi thiền không có hỷ không có lạc thì ngồi thiền làm cái gì. Mình phải biết khi mà nói tới định mà không có lạc thì đó là tầng thiền nào. Đó là như vậy. Nhị thiền là bỏ tầm tứ, cho nên nó có mới có cái trường hợp là nhiều người họ ngồi thiền họ thấy vui, họ thấy họ an lạc, họ thoải mái, họ thấy vậy là được rồi. Lúc đó thì coi như vị thầy là khỏi hướng dẫn được luôn. Nó nói, tại vì con ngồi thấy thoải mái, ngồi thấy hào quang, ngồi thấy thoải mái, rồi cứ giữ vậy chết chết dí đó, không lên được nữa. Trong khi đó khi mà mình học cái này mình sẽ biết là mình phải bỏ dần những cái thứ thấp để mà đạt được cái thứ cao hơn. Chứ ngồi thiền không phải để vui, nếu mình ngồi thiền mà để vui thì cả đời chỉ vui thôi, hết rồi. Đó không phải là mục đích của việc mình hành thiền theo Phật giáo ha. Và có cái đó là định nó có giới hạn, còn và định không có giới hạn. Thì thế nào là định có giới hạn? Định có giới hạn là những đối với những cái đề mục mà mình không có quen thuộc, là định đối với những đề mục không quen thuộc, hoặc là cái đề mục đó nó không đưa mình đến cái tầng thiền cao hơn, đó gọi là định có giới hạn. Ví dụ như đề mục tâm từ thì chỉ đưa đến tối đa là tam thiền, không lên được tứ thiền. Hoặc là đề mục và niệm Phật tối đa là đưa đến cận định chứ không thể chứng thiền, thì đó vẫn có thể xem là có giới hạn, tại vì nó không đưa mình đến những cái đề mục cao hơn, đến những cái tầng thiền cao hơn. Tương tự như vậy đối với cái định vô hạn ha, đủ gì tự hiểu, suy ngược lại. Rồi, khi mà hành thiền, nó chia ra làm hai cái trường hợp: tiến dễ hay tiến khó, và đắc dễ hay đắc khó. Gọi là chứng đắc á, chứng đắc dễ hay chứng đắc khó, và cái tiến dễ hay tiến khó. Thì tiến ở đây là sao?
Có nghĩa là bắt đầu từ cái lúc mà mình ngồi ngồi thiền hoặc là mình đi thiền, nói chung là từ cái lúc mình hành thiền cho tới cái lúc mà mình đạt được cận định thì đó gọi là tiến. Có nghĩa là mình tiến từ cái trạng thái bình thường của phàm phu để bắt đầu đi đến cái trạng thái cận định thì mình gọi là tiến. Thì có người đó họ tiến dễ, có người họ tiến khó ha. Tại vì sao? Cái quá trình mà mình tự bắt đầu mình hành thiền ấy, mình sẽ phải đối diện với những cái khó khăn như là năm triền cái chẳng hạn. Ngồi thiền có người họ ngồi thiền buồn ngủ lên buồn ngủ xuống, ngủ gà ngủ gật, hoặc là có người họ hành thiền mà họ cứ cục cựa hoài, họ ngồi yên không được. Thì có nhiều người họ phải vật lộn đối với những cái chuyện cái, họ vật lộn rất là khó khăn. Nhất mới nhớ có một cái kinh nghiệm hành thiền của sư vui. Có lần á, buổi tối khi mà sư hành thiền, cái bao tử nó bị đau. Đói thì không đói nhưng mà tự nhiên cái đau bao tử. Nó giống như là một lúc đó là mình nghĩ tới cái chuyện mà chắc cần uống nước để mà nó làm dịu cái bao tử. Thì nhưng mà lúc đó đang ngồi thiền mà đâu có thể nào mình xả thiền mình đi kiếm nước uống. Một cái gì biết, lúc đó sư đang theo dõi hơi thở đà, thì cái hơi thở mà sư đang nhìn ấy nó tự nhiên nó biến hình, nó biến thành hình mấy cọng mì đó. Rồi cái sư bỏ 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 mấy cọng mì đó qua một bên thì nó không thành cọng mì nữa, bắt đầu nó biến thành cái rong biển. Rồi sư bỏ rong biển nó qua một bên, nó bảo nó thì nó lại biến thành cái cục nấm, nấm mà mình nấm xào ăn á. Coi như là nó biến đủ thứ hình dạng mà đồ ăn thức uống hết. Nó tức mình quá thôi bỏ luôn, đứng đứng dậy đi, nó không ngồi nữa. Nó vậy đó, có nghĩa là có những cái trường hợp mà khi mình bắt đầu mình ngồi thiền ấy, đủ thứ chuyện trên đời dưới đất hết để mà mình phải đối phó với nó, để mình tập trung được vào cái đề mục mà mình gọi là đối phó với năm chuyện cái. Có người phải rất là vất vả mà có người thì rất là dễ dàng. Thì theo Thanh Tịnh Đạo có những cái nguyên nhân làm cho mình dễ tiến, có nghĩa là mình dễ dàng, có những nguyên nhân làm cho mình bị khó khăn. Ví dụ như đề mục, cái đề mục hành thiền của mình ấy thích hợp thì mình sẽ dễ tiến, còn đề mục không thích hợp thì mình sẽ khó tiến. Ha. Xin ví dụ, có một số đề mục nó không có phù hợp với tất cả mọi người, không phải đề mục nào mình cũng phù hợp hết đâu. Có một số người đề mục thì người sân nhiều họ không có làm được. Ví dụ như đề mục quán tử thi, quán bất tịnh, cái đề mục đó cái người sân nhiều họ lại không thích hợp để mà họ thực hiện những cái đề mục này. Nhưng mà cái người, cho nên đối với người mà sân nhiều á mà giao cho họ quán tử thi là quán thể trược thì họ sẽ tiến rất là khó khăn. Đương nhiên thì sẽ có những ngoại lệ ha, có ngoại lệ nhưng mà hầu hết là như vậy, họ sẽ tiến rất là khó khăn. Hoặc là có người tham nhiều chẳng hạn, nhưng mà đưa cho họ cái đề mục tử thi hoặc là đề mục 32 thể trược thì họ tiến rất là nhanh, tại đề mục này nó lại phù hợp với những người tham nhiều đó. Rồi còn cái nữa là cái người mà chưa có cái sự chuẩn bị đầy đủ đó và chưa có trừ được những cái chướng ngại đó thì tiến khó. Còn cái người mà có sự chuẩn bị đầy đủ và trừ được những chướng ngại thì tiến dễ. Ví dụ như thường ở trong những cái đề mục, khi mà mình chọn cái đề mục á, vị thiền sư vị thầy thì thường khuyên mình làm cái chuyện mà chắc mọi người cười, đi tắm, tắm rửa cho nó thoải mái, thay một bộ đồ mới cho nó sạch sẽ, rồi chọn một cái chỗ ngồi mà nó trống trải để cho mình không có bị phân tâm, cơ thể nó thoải mái. Tại vì sao? Thoải mái thì mình sẽ có hỷ lạc, nó dễ phát sanh. Còn cái đề mục, cái chỗ mà nó trống trải đấy thì mình sẽ không có bị phân tâm bởi những thứ này thứ kia,
Do đó khi mà quý vị vào những cái trường thiền hoặc những cái khóa thiền thường yêu cầu mình tắt điện thoại hoặc là giao nộp điện thoại là như vậy. Mình có cái điện thoại kế bên thế nào mình cũng tái máy tay chân. Cho nên cái người mà họ có những cái sự chuẩn bị này đấy, đương chuẩn bị có rất nhiều thứ ha, chú xứ là môi trường là thầy bạn là thực phẩm nè, nhiều lắm. Thì từ từ sẽ hướng dẫn. Nếu mà mình ấy có được những cái sự chuẩn bị này đầy đủ thì mình cái việc tu mình nó rất là nhẹ nhàng. Còn mình nói là thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Quý vị thử mà quý vị tu ở nhà đi, hoặc là quý vị ngồi ở chợ quý vị tu. Ở nhà thì nào vợ, nào chồng, nào con, nào cái, mình ngồi tí xíu thì bắt đầu bạn hàng nó gọi điện tới rồi. Làm sao mà mình tu? Cho nên mình phải có những cái sự chuẩn bị đầy đủ. Phải giải quyết được hết mấy cái chuyện đó. Thì mình cái việc tu mình nó mới dễ. Còn không mình tu rất là khó. Khó không phải là không tu được, nhưng mà rất là khó ha. Rồi còn một cái nữa là cái người mà tham dục nhiều thì họ tiến sẽ rất là khó. Người tham dục nhiều tiến rất là khó. Người sân như vậy đó, nhưng mà nó lại không có ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà người tham dục nhiều thì họ sẽ tiến rất là khó khăn. Tại vì tham dục nhiều thì quý vị biết rồi, thích đủ thứ. Ngồi hồi là muốn ăn, ngồi hồi là nóng quá, ngồi ngồi hồi là muốn cho nó mát, ngồi hồi là kiếm cái gì ngồi cho nó êm. Họ coi như là họ đòi đủ thứ hết á. Ngồi thiền mà y như ông vua vậy á, muốn đủ thứ trên trời đất hết. Thì nó như vậy ha. Thì cái người mà tham dục nhiều ấy hành thiền rất là khó, mà thậm chí có nhiều người xin lỗi nha, vợ chồng xa nhau một đêm không được, thành ra họ hành thiền họ hành không xong, đi đầu đà đi cũng không được á. Tại hai người mà đi đi chung với nhau thì cũng phải ngồi kế nhau, chứ còn đi người ngồi ở người là chịu không nổi. Có một số trường hợp như vậy thì cái việc nó sẽ ảnh hưởng đến việc tu của mình đó, thưa quý vị, nó ảnh hưởng, có ảnh hưởng nha. Cho nên có cái thiền viện vui lắm, hai vợ chồng cùng đi xuất gia, nhưng mà ông thầy cũng tế nhị, coi như là cho ông chồng xuất gia mà ở ở trên đây, còn nhét bà vợ đủ xuống tuốt ở dưới sông ấy, xuống tuốt ở dưới qua bên bờ sông luôn, ở dưới đó cho cách xa nhau hẳn ra đó. Nó như vậy thì đó là những cái khó khăn. Chứ sư không nói là tu không được, mà có những cái khó khăn của cái người tham dục nhiều, họ sẽ có những trở ngại. Còn đối với cái người mà tu tứ niệm xứ Vipassana đấy, thì nếu như họ không có cái chỉ thiền, chỉ không có cái thiền định ấy nó làm cái hỗ trợ, thì việc tu của họ sẽ rất là khó, tu rất là khó à. Tại vì không có định nó hỗ trợ thì làm sao mà quan sát được danh sắc. Quý vị thấy khi mà đi nội cái đi đi thiền thôi, đi của người tứ niệm xứ khác với người đi về thiền chỉ. Người thiền quán đi khác, người thiền chỉ đi khác. Tại sao vậy? Người thiền quán họ có thể họ đi bình thường chứ, nhưng mà tại vì họ không có định. Những người mà thuần túy về thiền quán ấy, họ không có thiền chỉ, họ không có định, họ phải tập rèn luyện cái định tâm, cho nên họ đi nhanh không có được. Họ phải đi thiệt là chậm, nhấc chân lên từ từ, đặt chân xuống từ từ, nhìn y như mấy người bệnh nhé, còn không y như robot. Không không có sai, xưa nó không có sai, nhưng mà do họ không có cái chỉ làm cái hỗ trợ cho nên cái việc hành thiền của họ rất là khó khăn ha. Và có người trong các cái đề mục thiền định họ không có khéo, không có khéo thì họ hành thiền sẽ rất là khó. Ví dụ như đang ngồi thiền mà tự nhiên tham dục nó nổi lên, ví dụ như tự nhiên nhớ chồng nhớ vợ thì phải biết liền. Lúc đó thí dụ như đang theo dõi hơi thở, thí dụ đang niệm Phật, biết liền cái đó nó sẽ không giúp được mình. Ngay lập tức cái người mà họ lanh trí họ phải thay đổi một cái đề mục khác, họ sẽ có cái biện pháp họ ứng đối cái cách mà giải quyết cái tham dục. Ví dụ như ngay lập tức họ quán 32 thể trược, ngay lập tức
hậu quán bất tịnh, ngay lập tức hậu quán tử thi, ngay lập tức họ niệm sự chết. Còn cái người không khéo thì họ lúng túng, đụng cái đó họ bắt đầu họ lúng túng, họ không biết phải làm sao hết. Cho nên cái người mà khéo ở trong các cái đề mục á thì họ tu sẽ dễ hơn. Và còn một cái nữa đó là những cái căn, những cái sắc thân của mình ấy, nếu như mà nó bị khiếm khuyết thì cái việc hành thiền của mình sẽ bất lợi. Ví dụ như sư không nói cái chuyện thí dụ như là mắt tai mũi lưỡi nó không đầy đủ thì nó khó là đúng rồi, nhưng mà có người thì họ lại bị bệnh trầm kha chẳng hạn, như ngồi lâu không được, hoặc là nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mù sương, cơ thể của họ đủ thứ hết, thì đó những cái đó đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc hành thiền, ảnh hưởng đến việc hành thiền. Cho nên cái lần mà sư đi lên Biolin, ở chỗ đó khí hậu nó mát mà nó cũng lạnh, đối với một số người thì có thể nói là nó lạnh, thì cũng may là mình ỷ vào cái tuổi trẻ, phải nói ỷ vào cái tuổi trẻ, cho nên nó làm bươn hết. Chứ còn mà người mà hơi yếu yếu tí xíu lên bắt đầu sụt xịt lỗ mũi, bắt đầu là cảm cảm thời tiết, mà quý vị biết rồi, cảm người đâu có dám vô gặp thiền sư đâu, lây cảm sao đó. Cho nên nó có những cái mà mình có được, nếu mà quý vị có được cái tuổi trẻ thì tuổi trẻ nó hỗ trợ rất là tốt. Bởi vì sao? Những cái trường hợp khó khăn, ví dụ như thời tiết nó không thuận lợi, hoặc là thiếu ăn thiếu uống chẳng hạn, thì nhờ cái tuổi trẻ nó sẽ giúp mình lướt qua. Đó là cái điều kiện tốt trong cái việc hành thiền. Còn một cái nữa à, đó là cái về cái sự tiến. Còn về cái sự chứng đắc, chứng đắc ở đây có nghĩa là quý vị đi từ cái cận định để đạt được sơ thiền à, có nghĩa là để mình chứng đắc thiền định ấy, chứng vô thiền ấy, chứng thiền ấy, thì điều kiện của nó là cái người mà các cái căn mà nó bén nhạy ấy, nó nhạy bén ấy, thì họ sẽ chứng dễ hơn là cái người các cái căn nó chậm lục. Rồi thì bây giờ trước hết thì mình tạm nghỉ ở đây đi à, rồi bữa sau học tiếp. Thưa sư, cái vấn đề nãy con hỏi sư, con ngồi hoài giống như chỉ là ngồi không biết gì đó, chỉ là ngồi Thì hồi sư nói đó, 5 năm cũng chỉ là ngồi. sư nói thứ nhất là không quan trọng cái chuyện mà mình ngồi hay là mình đi, cái vấn đề cái tư thế sinh hoạt của mình ấy, nó tư thế hành thiền ấy, nó không quan trọng. Vấn đề đó là ngồi đúng hay sai đó sư ơi. À, cái quan trọng á là khi mà mình hành thiền á, cái tâm của mình nó hướng vào đâu, mình phải hướng vào cái đối tượng hành thiền, phải liên tục hướng tâm vào cái đối tượng hành thiền nó mới là đúng. Chứ thí dụ như mà mình ngồi lên phim quay phim chụp hình thì không nói làm gì, đúng không? Còn mà khi mà mình hướng tâm đến đối tượng thì cái đối tượng là cái gì? Như trong cái lớp sư thường sư kêu mọi người là thực hành cái vẻ tâm từ, hành thiền tâm từ, thì cái bước đầu tiên dành cho những người mới bắt đầu thì quý vị hành thiền tâm từ là mình hướng cái tâm nhìn vào cái cơ thể mình, là cái tâm của mình ấy nó sẽ bám vào cái cơ thể của mình, nghĩ tới cái cơ thể này mình đang nương tựa nó mà đang sử dụng nó mà, thì mong cho nó được an vui, tránh khỏi sự khổ thân, tránh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Liên tục như vậy, cái đầu mình, cái tâm của mình nó lúc nào cũng nghĩ về cái thân này hết á, nghĩ về nó, mong cho nó luôn luôn được an vui. Đó là bước đầu nha. Rồi bước thứ hai, có người thì mình sẽ nhìn, có thể mình mở mắt ra mình nhìn vào một người, ví dụ như cô là người nữ thì cô nên tìm một người nữ mà cô thấy có cảm tình, có cảm tình, nên tránh người thân trong gia đình, tại vì người thân trong gia đình thì dễ bị luyến ái, hay nên tránh người khác giới, tại vì người khác giới thì dễ tham dục. Thì ví dụ cô nhìn một người nữ và người nữ nhìn nhau, thì cô bắt đầu cô tưởng tượng, dùng cái từ tưởng tượng cho nó dễ hình dung, tưởng tượng họ là con ruột của mình, bắt đầu tưởng tượng họ là con ruột của mình, nghĩ họ là con ruột của mình. Và khi mà nghĩ về cái con ruột á, tự nhiên cái thái độ mình nó khác liền. Rồi mình bắt đầu mình
mong cho đứa con mình đang nhìn ấy, đang nhìn thấy, mong cho nó được an vui, tránh khỏi những khổ tâm, tránh khỏi những khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. Liên tục như vậy, liên tục như vậy thì nó sẽ có kết quả. Và cái đó thì mình đang gọi là mình đang rải tâm từ tới cái đối tượng đó. Mình có phải lựa cái người ghét nhất để mình phải tâm từ ở Chưa, thân mình chưa chưa làm khó được, chưa làm khó được, chưa làm được, chưa làm được, từ từ, cái đó từ từ, chưa làm được đâu. Như em bé mà đòi nâng cục tạ 100 kg sao nâng, từ từ.